Nếu như cho bạn 3 điều ước, bạn muốn làm gì nhất? Nếu như phải trả giá, liệu bạn còn muốn ước nữa không? Đây chính là câu chuyện ngày hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người. Có vợ đẹp, biệt thự, xe sang. Có thể nói, Kosaka là một người đàn ông vô cùng thành đạt. Hôm nay, Kosaka đang cùng vợ uống vài ly trong vườn. Uống hết ly này đến ly khác, anh đứng dậy đi vào nhà để lấy thêm rượu. Nhưng vừa mới đi vào thì nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. Kosaka lập tức ra ngoài kiểm tra, bóng dáng cô vợ giờ đây đã không thấy đâu. Rất nhanh sau đó, anh nhận được điện thoại của kẻ bắt cóc. Kẻ bắt cóc yêu cầu anh chuẩn bị 500 triệu tiền chuộc rồi cúp máy luôn. Thế là anh quyết định báo cảnh sát. Cảnh sát rất chuyên nghiệp, đóng giả làm nhân viên chuyển nhà để đi vào biệt thự. Họ lập tức kết nối với hệ thống an ninh trong nhà anh. Trước tiên, đội trưởng kiểm tra camera. Tiếc là trong vòng 5 giây vợ anh bị bắt cóc, camera bị phá nhiễu, không thể nhìn rõ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, lại bắt được một người sống sờ sờ. Thực sự có điểm kỳ lạ. Những camera khác cũng không phát hiện được gì khả nghi. Xem ra, check camera cũng không có tác dụng. Lúc này, một viên cảnh sát đưa điện thoại của người vợ cho đội trưởng, nhưng trong danh bạ chỉ lưu một số duy nhất là của Kosaka, ngoài ra không hề có số liên lạc nào khác. Chuyện này cũng hơi bất thường, chẳng nhẽ cô vợ này không có bạn bè người thân sao? Vậy là cảnh sát tiến hành điều tra về thân phận của Kosaka. Không ngờ, thân thế của Kosaka cũng hơi bất thường. Kosaka kiếm tiền bằng cách đầu tư, nhưng tư liệu về 5 năm trước của anh lại không có gì, giống như một ngôi sao đột ngột bước vào thế giới đầu tư vậy, cũng từng được truyền thông đưa tin rầm rộ. Người có lai lịch như vậy thường có xuất thân từ thế giới ngầm, nói không chừng vụ bắt cóc này là do anh ta tự tạo ra. Vì vậy, đội trưởng đã liệt Kosaka là người khả nghi nhất. Sau đó, cảnh sát tiến hành thẩm vấn một nhà báo đã từng đến phỏng vấn Kosaka, thì biết được Kosaka không muốn để người khác nhìn thấy vợ mình, có lẽ có thể bắt đầu điều tra từ mối quan hệ giữa hai vợ chồng này. Trong thời gian này, Kosaka đã chuẩn bị xong 500 triệu. Đội trưởng hỏi anh ta, 5 năm trước, anh ở đâu và làm gì? Nhưng Kosaka từ chối trả lời những câu hỏi không liên quan đến vụ bắt cóc. Cách mà anh ta quen biết với vợ cũng rất mơ hồ, chỉ nói là do bạn bè giới thiệu. Sau đó, cảnh sát lại thẩm vấn cô giúp việc nhà Kosaka. Cô giúp việc khai, có một lần chứng kiến hai người cãi nhau, Kosaka nói với cô vợ, nếu như không nghe lời anh ta có thể làm cho cô biến mất. Câu nói này vô tình làm tăng thêm độ nghi ngờ, xem ra đôi vợ chồng này thực sự có vấn đề. Sau đó, đội trưởng còn biết thêm một thông tin khiến mọi người ngỡ ngàng, Kosaka và cô vợ chưa từng đăng ký kết hôn. Kosaka còn định giải thích chuyện này, nhưng đội trưởng dứt khoát nói ra những nghi ngờ của mình về anh ta. Kosaka đương nhiên phủ nhận, nói anh ta rất yêu thương vợ mình. Nhưng lúc đội trưởng hỏi, trước khi cô vợ sống chung với anh, có bối cảnh thế nào, có bạn bè gì không, đơn giản nhất là cô vợ là người ở đâu. Kosaka lại không thể trả lời, đây là người ở chung nhà hay sao, sao lại chẳng biết gì về đối phương thế này. Đội trưởng hỏi, rốt cuộc là anh tự dựng lên vụ bắt cóc đúng không? Kosaka không nói được gì, lúc này chỉ đành nói thật mọi chuyện. 5 năm trước, Kosaka là một thanh niên làm phục vụ, nghèo rớt mồng tơi. Hôm đó, lúc anh ta lên tầng dọn dẹp thì phát hiện một cái đèn. Anh cầm lên và đọc thần chú như trong chuyện cổ tích, nhưng sau đó lại tự mình cười phá lên, cảm thấy hành động vừa rồi thật ngớ ngẩn. Nhưng không lâu sau, một người mặc vest đi đến trước mặt anh ta. Người này tự nhận mình là linh hồn của cái đèn, có thể giúp anh ta thực hiện 3 điều ước. Chuyện kỳ lạ như vậy, Kosaka đương nhiên không tin. Thần đèn lại nói với Kosaka, anh ta có thể thực hiện được mọi điều ước bất kỳ, tuy nhiên không thể tự tạo ra được. Nếu Kosaka muốn thứ gì, anh ta phải đi đến tận nơi để lấy thứ đó. Đầu óc của Kosaka không được nhạy nên không hiểu ý thần đèn, vậy là thần đèn liền làm mẫu cho anh ta một lần. Lúc Kosaka xuống lầu, chủ quán lại hét lên rằng chiếc nhẫn ruby của ông ta không thấy đâu nữa. Kosaka tình cờ sờ vào túi áo thì phát hiện chiếc nhẫn đang ở đó. Cuối cùng anh ta cũng hiểu ra năng lực của thần đèn rồi, hắn có thể thực hiện điều ước bằng cách ăn trộm đồ. Nói cách khác, nếu Kosaka nhận được món đồ đó thì của người khác sẽ mất đi. Lúc đầu, lương tâm Kosaka bảo anh từ chối, nhưng cuối cùng cũng không từ chối được cám dỗ. Cứ như vậy, anh ta đã ước điều ước đầu tiên, cả đời không bao giờ hết tiền tiêu. Nói xong thần đèn liền biến mất. Lúc hắn ta quay lại, thần đèn đã mang về 5 triệu. Tốc độ làm việc thực sự rất nhanh. Lời giải thích này của Kosaka, cảnh sát đương nhiên không thể dễ dàng tin như vậy. Đội trưởng bảo cấp dưới đi lấy thêm lời khai, rồi điều tra những người phụ nữ mất tích trong 5 năm trở lại đây. Sau đó lại tiếp tục nghe Kosaka tường trình. Kosaka nhanh chóng ước điều ước thứ hai, đó chính là có một người phụ nữ xinh đẹp. Thần đèn lập tức đưa một cô gái xinh đẹp đến chỗ Kosaka. Nhưng Kosaka lo lắng, anh hỏi thần đèn có phải hắn đi trộm vợ của người khác về hay không. Thần đèn không trả lời anh ta, nếu anh ta không hài lòng với điều ước này thì có thể bỏ đi. Chuyện này với hắn thì hết sức đơn giản, còn Kosaka thì không nỡ từ chối, anh ta không nỡ rời xa người đẹp. Chuyện này cũng giải thích cho việc tại sao anh ta không đồng ý để phóng viên chụp ảnh vợ mình, anh ta sợ người thân của cô vợ sẽ nhìn thấy. Đúng vào lúc này, kẻ bắt cóc gọi điện tới, cắt ngang lời tường trình của anh ta. Chuyện này cũng chứng minh Kosaka vô tội. Lần này, kẻ bắt cóc nói địa điểm giao dịch rồi cúp máy, đội trưởng lập tức bố trí. Lúc Kosaka đặt tiền lên xe, đội trưởng đã chú ý, anh ta lén lút mang chiếc đèn thần theo.
Anh ta giải thích đó là yêu cầu của kẻ bắt cóc. Đội trưởng cảnh báo anh ta không nên giấu giếm một thông tin quan trọng nào, bởi vì kẻ bắt cóc biết được chuyện thần đèn, manh mối này có thể thu hẹp vòng tròn nghi phạm lại. Cô Saka nhận được tiền và người đẹp thì rất có khả năng có người lúc đó bị mất, vì vậy mới tạo ra vụ bắt cóc trả thù. Lời nói của đội trưởng chính là để nhắc nhở cô Saka. Lúc trước, dường như phóng viên đó đã biết được chuyện chiếc đèn qua lời vợ của anh ta. Lúc này, cảnh sát cũng điều tra được một tin tức mới. 5 năm trước, có ai đó đã tấn công công ty bảo hiểm và cướp đi một số tiền lớn. Mà anh phóng viên kia chính là con trai của một tội phạm trong vụ cướp đó. Số tiền bị cướp là 5 tỷ, đội trưởng lập tức cử người đi bắt phóng viên, đồng thời tiếp tục đi theo bảo vệ cô Saka. Dựa theo địa điểm đã hẹn, cô Saka đi vào một công trường bỏ hoang, anh ta một mình đi vào bên trong, kẻ bắt cóc đã ở trong này chờ anh ta từ lâu. Nhưng lúc này, máy nghe lén của cảnh sát cũng bị nhiễu nghiêm trọng. Mặt khác, lúc cảnh sát xông vào nhà của anh phóng viên, anh ta đang ở trong nhà cùng bạn gái, không đi đâu cả, kẻ bắt cóc rõ ràng không phải là anh phóng viên. Đèn trong nhà máy đột nhiên sáng lên, người vợ xinh đẹp bị trói chặt trên ghế. Sau đó, kẻ bắt cóc cũng lộ diện. Đó chính là thần đèn, kẻ đã giúp anh ta thực hiện điều ước. Cô Saka không thể tin nổi tại sao thần đèn phải làm vậy. Thật ra, lúc trước thần đèn đã có nói với cô Saka có một cái giá phải trả cho những điều ước. Vì vậy, hôm nay hắn tới để đòi lại nó từ anh. Cô Saka vẫn mù mờ không hiểu gì, thần đèn dùng một cách đơn giản để giải thích. Hắn ta đột nhiên biến ra một chiếc vali, đó chính là chiếc vali mà 5 năm trước hắn đưa cho cô Saka. Thì ra, số tiền mà thần đèn đem đến cho anh chính là tiền của anh trong tương lai. Điều kiện của điều ước là một ngày nào đó, cô Saka sẽ phải trả lại. Thần đèn sẽ lấy những thứ này lại rồi đưa cho anh ta trong quá khứ. Cứ như vậy, thần đèn chuẩn bị từng thứ để đưa cho cô Saka của 5 năm trước. Đầu tiên là 5 triệu, sau đó là cô vợ xinh đẹp của anh ta. Quần áo trên người cô vợ cũng chính là bộ mà cô gặp anh ta vào ngày đầu tiên. Cô Saka cuối cùng cũng tỉnh ngộ, mà điều ước cuối cùng mà năm đó anh ta đã ước chính là hy vọng sẽ có một cơ thể khỏe mạnh. Vì anh có bệnh tim bẩm sinh, vừa ước xong lập tức nhận được một trái tim khỏe mạnh. Cứ như vậy, thần đèn cuối cùng cũng lấy đi trái tim của anh ta. Lúc cảnh sát đến nơi thì đã muộn rồi, mà cây đèn thần ở bên cạnh cũng biến mất. Vốn tưởng rằng là thần đèn tốt, nhưng thật ra lại là ác quỷ, nguyện vọng của bản thân lại phải trả giá bằng chính tương lai của mình. Quả nhiên, trên đời này, không có gì là hoàn toàn miễn phí cả.